buổi tối hôm nay là buổi báo cáo môn tiếng Anh học kỳ 3 của lớp cơ bản các em của anh. Trước khi vào buổi thi, cho tôi xin phép các em học sinh của mình giới thiệu đến quý vị khán giả tất cả các vị khách quý đến tham dự buổi thi ngày hôm nay. Về phía nhà trường, tôi xin trân trọng giới thiệu phó hiệu trưởng nhà ưu tú thầy Nguyễn Trung Khang. Giới thiệu nghệ sĩ ưu tú thầy Xuân Quang. Xin về phía khoa xin giới thiệu với quý vị khán giả thầy chủ nhiệm khoa đạo diễn Lê Minh Đạt, thầy Hoàng Tây giáo viên nhạc vũ đạo, đạo diễn Hồ Hồng Thắng giáo viên kịch biểu diễn. Cô kính thưa với phụ huynh cũng tất cả các học sinh mến, học kỳ 3 này của lớp cao đẳng Educa 15 là học kỳ các em làm quen với trình thức vũ đạo của một trong chương trình học của mình, và học kỳ này tôi cho các em làm quen với các tiết đoạn về sự kiện đoan, là học kỳ đầu tiên ứng dụng vũ đạo vào trong tiết đoạn học kỳ của mình. Chắc chắn rằng cái phần ứng dụng này sẽ có những cái đường và những cái chưa đường. Thầy và trò chúng tôi mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả quý vị phụ huynh, quý thầy cô cũng giống như tất cả các anh chị diễn viên đã học và đang học ở khoa và đến tham dự ngày hôm nay, cho thầy và trò chúng tôi có được những ý kiến nhận xét để rút kinh nghiệm cho học kỳ sau là học kỳ chính cho cái sự Việt Nam, và buổi thi chắc chắn sẽ có những cái tốt và những cái không tốt. Mong là quý thầy cô cùng tất cả quý phụ huynh cùng các học sinh chia sẻ và thông cảm với cái bước đầu mà các em làm quen với các cái lĩnh vực đạo và cái diễn viên sẽ cho các em có những cái động viên tốt nhất trong cái bước đường còn lại của em ba học kỳ mới nữa. Và bây giờ tôi xin phép quý thầy cô cùng tất cả quý phụ huynh các bạn học sinh cho buổi thi của em. Lời nói đầu tiên, Diễm My xin được thay mặt tập thể lớp cao đẳng cải lương K15 xin được gửi đến quý đại biểu, quý thầy cô, các bạn và có mặt ở đây một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, hôm nay là buổi báo cáo môn kỹ thuật biểu diễn học kỳ 3 do giảng viên đạo diễn cô Thanh Hà và lớp đã cố gắng trong thời gian qua. Và bây giờ chương trình với chủ đề lịch sử Việt Nam sẽ được bắt đầu. Xin mời các bạn hãy bước vào không gian của lịch sử Việt Nam. Vào thế kỷ thứ 13, quân Mông Nguyên sau khi thâu tóm được Trung Hoa lập nên nhà Nguyên, muốn mở rộng bờ cõi, xưng bá đồ dương về phương Nam, và đại diện của ta là dùng đất màu mỡ mà quân Mông Nguyên thèm muốn. Bức ngôn đồ là bức bản đồ viết rõ địa lý hình thế của đại diện ta, đã bị Nguyễn Phục, con trai của Nguyễn Địa Lô, với tấm lòng tham giàu đã đem bức ngôn đồ trao cho giặc phản nước hại dân. Với tấm lòng trung quân ái quốc, Nguyễn Trung Trực sẽ cư xử ra sao trong trích đoạn bức ngôn đồ đại diện, tác giả cố nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng, với sinh viên dự thi Thanh Trà trong vai Nguyễn Địa Lô, Tấn Tài trong vai Ngữ Mã Phi Tinh. Trích đoạn xin được phép bắt đầu.
đáo yêu trọng của Tuấn. Chiếc bội tỏ thủy nô, tên là Nguyễn Địa Lô. Nguyễn Địa Lô? Nguyễn Địa Lô á, là lão đây. Còn Nguyễn Phục á, là con của lão. Nó có đứa em gái, tên là Ánh Mai nữa. Cả nhà sum họp một đàn, nhưng chỉ có một mình nó là như nhãn sầu lẻ bạn. Biết Nguyễn Phục của lão à, vậy thì lại đây. Ngồi xuống đây. Nói cho lão nghe, thằng Phục con của lão bây giờ nó làm được cái gì rồi? Dạ thưa ông gia. Bây giờ nó trắng hay là nó đen, nó ốm hay là nó mập? Ôi mà lão lẩm cẩm quá. Con nhà chó thì làm sao mà ốm được? Vậy chứ trí của nó ra làm sao? Dạ. Tài của nó cao hay là thấp? Lúc nãy ta nghe chú em nói thấp tha thấp thổi, hình như là nó được đô tướng đô quý gì đó. Nó là xin lỗi chú em, vì lão quá mừng tin con trẻ mà quên cám nghĩa khách đường xa. Dạ không sao. Để ta vào trong gom củi bó rơm, hỏi mời gom to đùng để mà đãi khách. Ê, lão gia, thôi khỏi đi lão gia. Khỏi hả? Dạ khỏi. Khỏi? Dạ. Vậy thì qua đây. Nói cho lão nghe, thằng Phục con của lão bây giờ nó làm được cái gì rồi? Dạ thưa lão gia, đô tướng con có bảo á, ngày đi á thì còn hơi trẻ. Ờ. Giờ dai rộng lưng dài. Ờ. Thật không hổ tài trai, đổ đầu ba lò vỏ. Đổ đầu ba lò vỏ? Dạ. Thằng Phục đổ đầu ba lò vỏ? Cái thằng giỏi quá cỡ vậy ta? Dạ giỏi, ngươi còn bảo với mọi người rằng được sắc được tài là do ơn cha già chỉ dạy. Chú cũng bảo như vậy nữa hả? Dạ. Bởi vậy mới đem ái nữ bảo trâm mà tác thành duyên nợ. Thằng Phục nó có vợ? Dạ có vợ. Thằng Phục nó có vợ? Dạ. Vậy thì lão được châu, hôn lễ nó định chừng nào? Nói để lão tính cho con. Dạ hôn lễ đã xong rồi, từ mấy tuần răng trước. Hả? Hôn lễ đã xong rồi, từ mấy tuần răng trước à? Ôi chuyện sao ta nghe quá lạ tai, vì con ở xa nhưng tại gia còn có cha già. Mà cớ sao tự ý kết về hôn lễ, mà còn một đời đưa lại với cha. Thôi, con bỏ qua, đừng có nói cái tánh nóng giận của ta. Con nó nghe con nó buồn tội nghiệp. Dạ. Mà nó sai con về đây á, rồi có thư, có kiện cho ta không? Dạ có. Có hả? Dạ, đây, thư đóng cẩn của một bức xin trình lên lão đại gia. Ồ, phong như vậy, kiện như vậy là của các bạn quan to đó. Trộm nghe trong ba diện hội lớn có cả đạo cha con, kể từ khi lưu lạc thơ vương, phận quân trẻ nay là nam trái. Nay quân đại nguyên hùng lượng đã lấn sâu vào đất Nam Bao, thanh quá trong đành chui ngõ lạnh, lâu đài lý chịu lấp gò quan. Nghe con nó than có mấy câu mà lòng già không kìm được nước mắt. Ngự mã phi tinh. Dạ. Đọc tiếp đi con. Dạ.
bởi vậy nên chi giờ đại quốc mưu còn ngồi bảo trần dương gia nhập bất quy hàng. Hả? Ừ, mã phi tinh, người nói cái gì mà tai ta nghe như sấm nổ. Trần dương gia nào mà nhập bắc quy hàng? Trần dương gia cần bị con của Trần Quốc Công. Con của Trần Quốc Công dương gia cầm kiếm à? Thương bấy cho con ta, tội bấy cho con ta. Cánh chim giam cánh trở trời xa mà lại ngang trái, nghe theo lời phồn sâu dân một nữa. Ngự mã phi tinh, dạ, đọc tiếp đi con. Dạ. Bởi vậy nên chi giờ đại quốc mưu toan ngôi báo trần dương gia nhập bắc quy hàng. Phận con nay đạo phận cha còn giữ đạo, cắt kiếm chạy theo ngươi thôi. Đừng cứ nhấp lên non nữa, một đứa con bất hiếu bất nghĩa. Một đứa con đất Việt trời trung. Một đứa con mà những tháng năm dài mất cha lễ mờ mỗi lần nhắc đến. Ta quỳ xuống đây để cáo cùng đất trời cây cỏ, cầm bằng nó đã giúp nôi từ nhỏ, cầm bằng như máu của ta rơi từ bảo sao thì dưới đành nghe vậy.
cõi ông đầu quy khuất sẽ được hưởng vinh hoa phú quý trọn đời. Đây là vàng bạc châu báu. Nếu như heo ông theo đầu quy khuất thì sẽ được nhiều hơn thế nữa. Vàng theo đầu nguyên quốc sẽ được nhiều hơn thế nữa à? Phải. Ta đã dạy cho con ta hiếu với dân, cung với nước, nhưng nay con ta đem bạc vàng bảo ta làm điều phản nước hại dân. Vậy thì ý con đã quá rõ ràng. Tôi được giao mật lệnh với hai nhiệm vụ. Một, thư đi gọi ông đầu nguyên quốc không được thì tôi sẽ đưa ông về chỗ ma tí. Hay. Thị Dung. Chiếc đoạn xin được phép
của ta đâu, áo lông bào của ta đâu, Trần Thủ Độ trả mũ bình yên cho ta, trả áo lông bào cho ta. Xin diễn kiến Quế Quang đại sư. Hiệp xin dân an hoàng hướng. Hoàng hậu của ta đó à, mà công giờ đây thì ta phải gọi bà là thái thượng hoàng hậu. Bà vừa gọi ta một tiếng là Quế Quang đại sư, lập ly Quế Tấn hoàng đế. Thật mà nói, ta cũng chẳng biết mình là ai nữa. Trước đây ngài đã từng là Lý Quế Tấn hoàng đế, còn bây giờ ngài là Quế Quang đại sư. Trời, là do lễ thế đó, không ai có thể mãi là chính mình. Hoàng hậu của ta từ trước cho tới nay dẫu cho ai nhìn bạn ra sao thì ta vẫn tin tưởng bạn như tin tưởng một vị thánh. Còn hôm nay bà chẳng qua chỉ là một con tắc kè đổi màu, không hơn không kém. Thế hả? Trước đây bà đã từng là một cô gái dịu dàng nơi sông nước lúa. Quốc gia đại sự muốn thưa cùng bệ hạ.
được nghe về quốc gia đại sự nữa sao? Xin người hãy thật tình lắm mà nghe những lời thiếp sắp nói ra đây. Ta chưa bao giờ bình tâm như lúc này. Bạn cứ nói. Điện tiệc chỉ huy sứ Trần Thủ Độ nhờ thiếp nói với người rằng đêm nay vào lúc canh hai là giờ đại hôn, Huệ Quang đại sư nên còn trách hờn đâu còn quán hờn chi
Thank you.
cần nói thì ta nói cả rồi. Chỉ mong người hiểu rằng cục diện này là không thể khác. Người hãy thanh thản, thì sẽ ngài đem cầu nguyện cho người trong bao siêu mơ. Ta còn nhớ khi đức thái tổ người vừa thâu được thiên hạ, gạt ngưỡng xa gia nơi chùa cổ pháp chơi, thì mộng một hơn hay thần nhân để thơ trên cột rằng một bát nước công đức của Phật theo nhân sinh qua ở thế gian, sáng rực hai lần luôn rồi mặt trời gác núi bóng hết rồi. Và tên quý của ta chính là Hảo Sản. Mà Hảo Sản kia là mặt trời gác núi. Vậy là tiên nhân đã tiên tri rằng nhà đi chỉ nói ngôi nhau được tam đập, và đến đập của ta là Phật. Nếu đó đã là thiên mệnh thì nào ai có thể cãi lại được đâu. Nhưng chỉ ít rằng cái chết của ta có thể giúp cho Sơn Hà xã tắc này thoát khỏi cảnh đồ gia sáo thịt huynh đệ tương tàn. Vậy là gì thiếp đến đây đã không hề vô tích. Người trước thiếp sau hẹn người ở dương chờ đi xin cao biệt. Khoan, ta muốn trong những ngày khắc vui buồn này có ai đó ở bên cạnh của ta. Không ai được chứng kiến thời khắc khốc hại này. Vậy thì cổ nàng thế không thể. Ta xin nàng mà hai hoàng hai hậu, và hãy nói với Thuận Thiên và Chiêu Thanh rằng đặc tình thương yêu chúng nó nhiều. Thế nào ơi chị hãy đến trời, xưa nay chưa có
Những gì trước đây ta cho là tốt đẹp, nay phương hại đến vận mệnh của giang sơn xã tắc. Ta phải giặt lòng lòng mà cắt bỏ nó đi. Việc giết ta cũng chẳng khác nào cắt đi một khúc ruột thừa đang hờn hoại tử, để giữ lấy một cơ thể dẹp lành. Chẳng thì giờ đây ta không còn hận nàng nữa, và ta cũng không còn hận Trần Thủ Độ nữa. Bây giờ lòng ta vô cùng thanh thản. Của Lý Huệ Tông là dấu chấm hết cho triều đình nhà Lý, và công chúa Lý Triều Hoàng là cái dấu gạch đầu nối cho hai triều đại Lý Trần. Bà là vị vua cuối cùng, cũng là vị nữ vua duy nhất của nước ta. Song cuộc đời của bà đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, gian nan, bất hạnh. Cuộc đời bà sẽ được tái hiện qua trích đoạn Đọc Thoại Đêm, tác giả Lê Duy Hạnh, với sự tham gia của sinh viên Lệ Trinh trong vai Lý Diêu Hoàng. Trích đoạn xin được phép bắt đầu. Thank you.
Cái ngai vàng lạnh lẽo khô khan vô hồn. Nhiều người ngồi trên đây quá rồi, cái vừa cũ kỹ mà nó lại vừa có mùi nữa. Mấy ông vô kia lớn họ ngồi đang quang, còn ta là con nít, mọi chuyện ta leo lên ngôi ta bị lọt khỏi xuống dưới à. Vậy là ta trở thành con người.
ngày tôi đã lỡ có lỡ có dựng trong chúng ta vừa kinh vừa rõ miền người từ bên dưới kẻ ta Yeah.
Vừa sợ Quang Trung, vừa ngán ngẩm việc chinh chiến nên chỉ hứa mà không cho quân. Đầu vào mùa hạ năm đó, vua Càn Long phong Quang Trung làm An Nam Quốc Vương. Diêu Thống không nơi nương náu nên đã chạy trốn vào rừng và đã chết tại nơi xứ người. Sau đây là trích đoạn Trời Nam của tác giả Lê Duy Hạnh với sự tham gia của các diễn sinh viên Linh Tâm trong vai Phúc Khang An, Tấn Tài trong vai Lê Diêu Thống và trợ diễn Hồng Thơ trong vai Hoàng Thái Hậu. Trích đoạn xin được phép bắt đầu. Chưa bắt được rồi à?
giải hắn vào đây cho ta. Nguyễn Huệ, Nguyễn Huệ ơi, là Nguyễn Huệ, ngươi không thoát khỏi được ta đâu. Để rồi coi ta trừng trị ngươi như thế nào. Ngươi chết đi, ngươi chết đi. Trời khó sánh, trong suốt đời xin trọn phận tôi con. Hoàng Thái Hậu, bà phải phân rõ tội trạng cho công chúa Ngọc Hân. Để đó đi, rồi ta phân xử. Bà tâm dị thân, Ngọc Hân theo dân, phải cử ngay cấp và bá quan đang chờ. Chờ, bá quan đang chờ. Phải, ta và bá quan đang chờ. Mà chính ta cũng đang chờ. Chờ cho đến khi nào phục nghiệp. Phục nghiệp. Phục nghiệp. Chào bà Thái Hậu. Bắt
Còn ngài, ngài phải nào hả ông vua Lê Chiêu không? Hôm nay ta có một tin vui báo cho ông đây. Tin vui? Tin vui. Chắc tổng đốc được lệnh của thiên tử Càn Long chuẩn bị lấy tin chắc. Không, ta chỉ là quán hộ tông đưa con chúng về tới Yên Kinh. Ngài, ngài vừa nói gì? Thank you.
rồi. Chính ta đã khuyên hoàng tôn cạo chọc đầu mà. Của Lê Chiêu Thống nên đã đem quân đánh chiếm Thăng Long. Ở miền Nam, Nguyễn Ánh từ Sim về Gia Định. Nguyễn Huệ đứng trước non sông đang hồ nghiêng ngã nên ông quyết định xưng đế, thống nhất Giang Sang để dựng nên nghiệp cả. Và tiếp theo là trích đoạn Mặt Trời Đêm Thế Kỷ, tác giả Lê Duy Hạnh với sự tham gia của các sinh viên Thanh Tuấn trong vai Nguyễn Huệ, Hoàng Oanh trong vai Ngọc Hân Công Chúa. Trích đoạn xin được phép bắt đầu. Sư Bình đã chết tại thành Gia Định.
lời chuyện của đấng bề trên, nếu nghe lời chuyện của đấng bề trên, tình nước non này càng nguy biến. Phụ quân ơi, thiết sinh đạo, hãy tập hợp ba quân. Phu nhân, đại nghiệp giờ đây có còn trọng mong vào hoàng thượng? Người chỉ ở ngôi hoàng đế mà tính chuyện yên thân. Thiếp vốn là công chúa nhà Lê, theo chồng về Tây Sơn, nhưng thiếp vẫn hiểu thế nào là lo cho đại quốc. Đại nhị Tây Sơn áo dài người đàn, đánh nam dẹp băng thống nhất giang sơn. Hỏi tất cả anh em,
diễn học kỳ ba của lớp cao đẳng cải lương đến đây là kết thúc. Một lần nữa Diễm My xin gửi lời cảm ơn và kính chúc các quý đại biểu, quý thầy cô